xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại đường Hoa Nguyễn Huệ vào ngày 28 Tết âm lịch ha, Tết Xuân Đinh Hợi. Hôm nay thì Lý Hương xin mời cả nhà dạo quanh con phố Nguyễn Huệ. Ngay cái sắp khoảng vài tiếng nữa thì sẽ khai trương đường Hoa Nguyễn Huệ ha. Và hiện tại bây giờ thì vòng rào vẫn đang vòng rào. Khoảng 7 giờ tối hôm nay ngày 28 Tết âm lịch. Bây giờ thì các vòng rào vẫn còn đang rào đây quý vị, không ai đi vô được. Bảy giờ tối thì với cái máy quay phim này thì nó không đẹp rực bằng giờ sáng. Lý Hương chỉ đi quay một vòng cho quý vị xem những cái khung ảnh được sắp tới tối nay. Mình đó thì đang diễn tập văn nghệ. Ngay góc đường của Nguyễn Huệ, Lý Hương thấy có hai hàng cây cọ rất là đẹp quý vị. Còn ngay đây là góc đường Lê Thánh Tôn cắt với lại đường Đồng Khởi. Phía bên đây là Vincom Center. Công viên ở trước Vincom Center là công viên không phải đất của Vincom Center đâu. Đây là ngay góc đường Đồng Khởi cắt với lại đường Lê Thánh Tôn thôi quý vị. Là tòa nhà H&M. Đây là một tòa nhà này chắc quý vị biết rồi ha, ai ở Sài Gòn cũng biết tòa này, hiện tại là Ủy ban Nhân dân Sài Gòn ha, theo kiến trúc Pháp, kiến trúc Đông Dương, quá đẹp.
cái đứng đây mày mày tao nghĩ chắc cái quán đó thôi. Ý là mày là ở mày đang đứng thế nào trên đường đến về đúng không? Mày chỗ đông đông người đúng không? Cái xe gì? Sở sân khấu à? Bây giờ hiện tại thì mọi người đang rào rồi, không có vô được. Đã. Cái hôm đi sớm 2 tiếng. Đây là nguyên một cái shop về đồ trang trí mỹ nghệ, nằm ở số 26 Lê Lợi, phường 1. Cái này là thẹp 3D, thẹp giấy 3D. Ở ngoài bà đặt dẹo cảm giờ đi cho bà đi với đường kia không được nè. Cái này tranh thể loại trừu tượng ha. Giờ nó má không cho vô vậy. Giờ nó mới cho hả? Đúng rồi. Nhưng mà tán hết rồi nha. Có không? Còn để tán giờ dài. Tán giờ đi. Cầm đi lên chỗ. Mặc đồ hip hop ha. Nguyễn Hương đang đi vô ngay con đường Lê Lợi. Lê Lợi Strip. Khu này chúng ta sẽ băng qua đường Hoa Nguyễn Huệ. Sau đó thấy những người vô gia cư, những gánh hàng rong đơn giản. Cái nón đó vậy được á, nè sao qua quay bỏ cái đó hả bà kia lại đó hả bà kia lại đây đậu tôi luôn tay bị nha thấy vô lắm rồi.
Đây được che như thế này lại rồi. Đứng đâu được mấy người đâu. Quay lại. Quay một quay dây. Rồi đi vào. Đây ra. Đây ra thấy nha. Rồi bây giờ thì Lê Hương tiếp tục quay qua đường Lê Thánh Tôn, quẹo vô đường Lê Lợi thì không có cho vô ha. Wow. Ngay góc này nhìn tòa Sài Gòn Central. Rồi, Lê Hương đi qua Sài Gòn Central quay cho quý vị nha. Sài Gòn Central ở ngay dốc Lê Lợi. Bắt cái gì vậy?